Việt Nam đã ghi nhận 524.307 ca mắc COVID-19, trong đó gần 292.000 ca khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta đến nay là 13.074 ca. Bộ Y tế đưa ra 6 giải pháp, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam phải thực hiện quyết liệt để giảm số ca tử vong. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 524.307 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 520.013 ca, trong đó có 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5 tháng 9 là 9.211, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 291.727. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.015, thở oxy dòng cao HFNC 1.207, thở máy không xâm lấn 146, thở máy xâm lấn 892, ECMO 31. 3. Số bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới 2,1%. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 494.098 xét nghiệm cho 807.773 lượt người số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 17 triệu 201.086 mẫu cho 38 triệu 990.152 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 21.445.181 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 18.246.636 liều,